sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bon chen lề danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đầm dành. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía sau tiếng cười. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Giữ lấy trái tim mọi người. Giữ lấy trái tim mọi người. Để chúng ta là đại gia vì thù hằn anh. Hai chim có thể làm hại con bé. Em nghĩ là chị Diễm thôi. Vì muốn an ủi thân phận cô đơn lẻ loi của mình nên chị mới bắt Bích Dân đi. Mình sẽ sớm tìm ra chị thôi anh. Bây giờ anh á, anh phải nghe lời em nha. Ráng nằm xuống ngủ một chút đi nha. Cho lại sức nha. Thôi ngủ đi anh. Chị xin lỗi anh vui lòng chọn món. Cảm ơn, để tôi chờ thêm một lát nữa. Dạ không có gì. Nói chuyện với anh chút đi. Khuya quá rồi anh hai. Em bỏ ngay hai chữ anh hai giùm anh được không? Làm gì em cứ nhắc anh hai hoài vậy? Muốn anh ân hận hả? Vậy thì anh muốn em nói như thế nào đây? Có một điều nhỏ nhoi như vậy mà không chấp nhận được à? Nhỏ với em chứ không nhỏ với anh. Anh chờ em trên sân thượng nha. Anh hai,
Em không lên đâu. Anh đừng có chờ em. Em biết quá rõ thế nào là sự đợi chờ. Trong mối quan hệ của anh với em, khi nào anh cần em thì em phải tới ngay vì em sợ anh đợi chờ. Nhưng mà tới khi mà em cần anh thì em chỉ biết hai chữ: đợi chờ, chờ và chờ. Trong một cái mớ lộn xộn, hỗn độn mà anh gọi là tình yêu đó, anh mãi mãi là người quyết định. Còn em là người bị động, em chưa thực sự có cái quyền gì hết trong cuộc tình của mình. Hy vọng sẽ bắt đầu khi mà em có một niềm vui mới với một người nào khác. Em có người khác rồi phải không? Điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Anh hỏi để làm gì? Anh chỉ hỏi thôi mà. Làm gì mà gây gắt vậy? Em xin lỗi. Em đã quá lời rồi. Nhưng mà tốt nhất mình đừng bao giờ nói chuyện này nữa nha anh hai. Hãy để nó quên và dĩ dãng đi. Người mà anh chờ chắc có lẽ không tới rồi. Đúng là không tới thiệt. Nhưng tôi không nghĩ là cô không tới. Chắc nãy giờ tôi chờ cũng lâu lắm rồi. Dạ. Anh ơi, còn bó hoa này anh bỏ quên. Đến bây giờ thì tôi không còn ai cả. Khánh à, con có hiểu những gì má nói nãy giờ chưa? Tại sao má luôn binh vực cho chị vậy? Con thì chỉ thấy trong ánh mắt của chị toàn là sự giả dối thôi má. Sao con lại nói chị như vậy hả? Dựa vào đâu mà con nói như vậy? Con có còn coi má ra gì nữa không hả con? Con xin lỗi má. Nhưng nếu là chị Hiền thì con không thể tôn trọng chị. Má có biết là chị...
Má chỉ muốn nói với con là tình thân thì không dễ dàng kiếm được đâu. Người ta còn phải đi kiếm tình thân, còn con sao lại... Con luôn trân trọng tình thân đó má. Nhưng mà phải là tình thân thật lòng kìa. Còn nếu là tình cảm giả dối như vậy, giống như của chị Hiền, con thấy không cần thiết đâu. Má thấy con đã sai rồi. Thôi, con xin phép má con đi làm. Có chuyện đó nữa sao? Có, hình như là chưa ai biết chuyện này hết. Nếu vậy, tại sao cô biết? Anh lại nghi ngờ tôi nữa chứ gì? Lẽ ra tôi không nên nói chuyện này cho anh biết, đồ đáng ghét. Mà anh á, bây giờ anh có nghi ngờ cả xã hội này thì anh cũng phải tin cái người mà thở chung bầu không khí với anh trong suốt quãng đời còn lại của anh chứ. Chà, tôi phải thở chung không khí với cô cả nửa cuộc đời hả? Chắc là khó thở lắm đi. Thôi được, hôm qua tôi gọi điện rủ anh Nguyên đi uống cà phê, anh nói cho tôi biết đó. Không tin hả? Không tin thì đi hỏi của Hiền đi, cô cũng tới rồi đó. Con à, đêm qua thằng Năm nó không về, làm cho má lo quá. Thì chú Năm có gọi điện thoại về rồi, nói là có người bạn ở bên Mỹ tính đi coi đất, ở chỗ đất ở Phan Thiết gì đó. Thành ra mới không có về nhà, đi qua đêm vậy đó. Má không tin. Thằng Năm á, nó nói là về thăm ba má, mà má thấy nó có thời gian cho mình đâu. Má rủ nó đi đâu chơi á, nó cũng không đi. Rồi à, má nói nó đi coi mấy đứa con gái á, mà má chọn cho nó, mà nó cũng đâu có thời gian để đi. Bây giờ lại nói là đi coi đất, làm sao? Con nó có những việc riêng của nó mà. Bây giờ mà muốn nó cột chân ở nhà đây với bà phải không? Thiệt tình. Hiền à. Dạ. Còn chuyện Bích Dân, ai mà gọi điện kỳ cục chứ không biết. Con nói lại cho ba nghe coi. Dạ. Nó như vậy nè. Ông làm gì mà ông tra khảo con hoài vậy? Lúc đó có mặt tôi mà. Tôi đã nói đi nói lại với ông hàng mấy chục lần rồi. Con Hiền nó nói nó nghe giọng nói của người ta kìa. Nó mới biết nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Nó thuộc về thành phần nào? Phải biết rõ thì mới suy đoán được kẻ bắt cóc là ai chứ. Giọng nói thì có vẻ là trẻ hơn ba, nhưng mà già hơn anh Nguyên. Vậy là khoảng 50 phải không? Rồi sao? Trên dưới 50 là sao? Ông đã suy đoán ra ai chưa? Bà này ngộ thiệt. Chỉ có bao nhiêu đó thì làm sao biết được là ai? Vậy mà ông cứ hỏi tới hỏi lui con nhỏ hoài à. Sao hồi nãy nói là suy luận được mà. Bà này lạ thiệt. Sao bà cứ kiếm chuyện mà gây với tôi hoài? Tôi với bà chắc xung khắc với nhau từ hồi kiếp trước á. Thôi mà ba, Bích Dân mất tích, má buồn mà. Mà từ hôm qua tới giờ, nhà không có nó, không có tiếng nói chuyện, không cười giỡn, thiệt là buồn hết sức. Bữa nay con có đi làm không? Dạ có má. Bà sao vậy? Bà bộ bà trúng gió hả? Ông sao vậy? Đang ngồi trong nhà mà trúng gió là sao? Thằng Minh nó tới kìa. Thôi, tôi đi vô trong phòng chút. Ông phải ngồi đây đi. Ông đi vậy là không được đâu. Không được. Tôi chưa có nguôi ngoai chuyện của nó với con Tư.
Bà mà cứ ép tôi ngồi ở đây là kỳ lắm đó. Ông nè, mình là người lớn, làm vậy coi sao được. Bà mới lạ, trước đây bà phản đối hai đứa nó dữ lắm mà. Bây giờ thì lại má má con. Tôi không hiểu bà nổi. Vậy chứ ông muốn tôi phải làm sao? Con cái mình bây giờ nó không nghe lời mình, nó đi lấy người ta, rồi cứ ích kỷ chấp nhất nó hoài. Chẳng lẽ ông tính từ nó luôn à? Ông làm được vậy, chứ tôi thì không à nghe. Thiệt ra, tôi cũng sớm biết sẽ có ngày như thế này. Rồi cũng phải chịu thua nó thôi. Trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời. Khi yêu thì mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bộ ông không nghe, không nhớ câu đó sao? Anh Minh uống nước đi. Anh cũng đừng có trách ba. Tại vì chuyện của anh với Khánh á, ba cũng chưa có dễ dàng mà chấp nhận được. Không có, tôi không dám trách ba. Nhưng buồn một chút thì... thì có. Khánh đi làm hả anh Minh? Tôi mới đưa Khánh tới bệnh viện xong rồi mới tới đây. Tôi năn nỉ mãi, cô mới đi. Em nghĩ tâm trạng của Khánh cũng chẳng khác gì em lúc này. Ai cũng lo cho bé Bích Dân hết. Tôi đã biết rõ kẻ nào là thủ phạm rồi. Nhưng tôi chỉ sợ những hành động mạo hiểm của mình sẽ gây nguy hiểm cho Bích Dân. Cũng tại em hết. Hiền đừng nói vậy. Tôi luôn cảm ơn Hiền nhiều lắm. Dạ, thưa ba má. Hiền à, con xuống lấy cho ba ly nước đi con. Dạ. Ông. Minh. Dạ. Qua đây. Con ngồi bên đây cũng được mà. Qua đây ngồi. Dạ. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Bằng mọi giá, mình phải tìm cho ra thủ phạm bắt cóc Bích Dân. Sao? Con thấy vụ đó được không? Dạ được ba. Má Hiền ơi, con nhức đầu quá à. Nóng quá. Bác sĩ.
Chuyện gì vậy Diễm? Con tôi sốt cao quá, bác sĩ có thể qua nhà khám cho cháu được không? Cô qua đi, tôi qua liền. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, sáng giờ bé có ói không? Dạ có. Đưa qua trạm xá để theo dõi, có thể triệu chứng sốt xuất huyết. Dạ. Hiền à. Ừ. À. Anh nói chuyện với em một chút. Là chuyện tối qua em muốn đi tìm anh. Tối qua thật sự em không nhớ. Em xin lỗi anh, mọi thứ trở nên quá tồi tệ. Em cũng mới biết chuyện thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em đừng lo nữa mà. Em biết mọi người cũng đều nói như vậy hết, nhưng mà chuyện gì cũng giải quyết được mà. Alo. Dạ.
chúng em ở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em mà cách đây 5 ngày quý khách có ghé mua hàng. Hiện tại cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi bốc thăm trúng thưởng lớn nhất trong năm dành cho khách hàng lớn. Bên em mời hai anh chị 2 giờ chiều ghé cửa hàng đi tham dự lễ bốc thăm ạ. Cô ơi, chắc cô lộn số rồi đó. Nhà tôi đâu có bao giờ mà mua hàng đồ chơi trẻ em đâu mà cô nói khách hàng lớn. Lộn số rồi nha. Dạ em xin lỗi chị, vậy cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Trần Thế Thiên, 45 tuổi, đang làm ở công ty Hưng Lộc không? Đúng chị? Rồi. Dạ không lộn số đâu chị. Cách đây 2 ngày anh Trần Thế Thiên có ghé cửa hàng tụi em mua rất nhiều đồ chơi trẻ em. Hóa đơn mua hàng là 12 triệu đồng đó chị. Cái gì? 12 triệu. Dạ đúng rồi chị. Alo. Alo. Alo, chị ơi. Mười hai triệu đồ chơi trẻ em. Phong à? Dạ. Hồi nãy ba có nhìn thấy con Hiền cho nên... Dạ. Cô mới rẽ vô phòng kế toán rồi, thưa tổng giám đốc. Dạ, chào tổng giám đốc. Phong à? Con có thể nào thay đổi cách xưng hô được không? Tôi thật sự chưa hiểu lắm. Con biết đó. Thật sự ta chỉ muốn tất cả sự việc trở nên bình thường một chút. Dạ thưa tổng giám đốc, tôi thật sự cũng không có nhiều lựa chọn mà. Cũng giống như tôi từ qua tới giờ, có nghĩa là bình thường. Còn bất bình thường thì tổng giám đốc cũng thấy rồi đó. Cũng như mấy ngày trước thôi. Chào ông. Mình phải báo công an anh hai à? Nếu thật sự là bà Diễm thì mình phải ngăn chặn lại, không cho bà đưa nó đi xa. Còn nếu là kẻ khác thì mình sẽ không tạo cơ hội cho nó bắt Bích Dân đi. Việc trình báo với công an anh hai cứ để em. Thiếu tá Vinh em cũng gặp mấy lần rồi. Có nghe chú ba nói là có ai đó tố cáo Dượng tham gia băng nhóm gì đó. Đúng. Họ có gọi em lên một lần. Em biết chuyện gì thì khai báo rất rõ ràng. Chính vì vậy họ không gọi nữa. Anh Minh à, anh có nghi ngờ ai không? Những kẻ thù mà trước đây cứ đeo bám anh hoài. Dù bắt cóc Bích Dân lần này có phải là do nó gây ra hay không, mình cũng phải tìm cho ra nó. Nếu cứ để như vậy, nó ở trong bóng tối, mình ở ngoài ánh sáng, không có cách nào mình tránh nó được đâu. Con nói như vậy làm sao nó biết mà trả lời? Ai thương ai ghét mình làm sao mà đoán được? Những kẻ thù thầm độc mình phải biết nó là ai chứ má. Không biết rõ cũng phải cảm nhận kẻ thù đó là ai. Thù mình vì việc gì? Anh Minh đã sống nhiều năm trong giang hồ, anh phải biết, anh phải có cảm giác đó chứ. Con nói cứ như là con đã từng sống trong giang hồ vậy. Anh Minh, anh có nghĩ tới ai chưa? Cứ để Dượng từ từ suy nghĩ, nhưng phải bình tĩnh mới nghĩ thấu đáo được. Cũng như em đã nói với anh hai lần trước,
Nếu như nghĩ về kẻ thù, em chỉ có duy nhất một người. Mình ơi! Mình sao vậy? Tôi đang nói chuyện với mình, tôi kêu sùm sao mình nghe vậy? Tôi đang nói chuyện với mình đó. Biết rồi. Vì tự nhiên kỳ cục vậy trời. Vợ chồng gì mà chồng về nhà gọi khang cả cổ mà vợ cũng không thèm lên tiếng là sao vậy trời? Vậy thì đi kiếm vợ khác đi. Nói gì kỳ vậy? Có gì đâu. Thì cứ coi như trong nhà này không có mặt tôi vậy thôi. Trời ơi, nói vậy mà nghe được hả trời? Giờ tôi mới hỏi ông nè, ông đi đâu giờ này mới về? Đi đâu? Tôi nói không được chứ gì. Thôi, ấp úng trả lời không được mà. Bây giờ mà có trả lời cũng là lời nói dối thôi. Thôi, tôi muốn nghe nó đâu. Nhưng mà... Đau ở đâu? Đầu con nhức lắm sao? Dạ. Ráng đi con. Ráng đi con. Bác sĩ sẽ điều trị cho con hết mà. Má Hiền ơi. Con nhức đầu quá. Má Hiền. Má Hiền ơi, con nhức đầu quá. Ráng đi con, con đau ở đâu? Con đau đầu lắm hay sao? Hả? Bác sĩ sẽ chữa trị cho con mà. Bích Dân, con của tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ? Cháu bị sốt xuất huyết. Vậy tính làm sao bây giờ bác sĩ? Con phải đưa cháu lên thành phố để chữa trị không hả bác sĩ? Ít ngày nữa cháu sẽ khỏi. Cô đừng có lo, tôi sẽ điều trị cho cháu. Vậy mà cô đừng có lo lắng quá, không có sao đâu. Cô thu xếp đi nghỉ đi, tôi sẽ kêu y tá trực thay cô để chăm sóc cho Bích Dân. Cảm ơn bác sĩ. Việc làm của mình có thật sự khiến cho người ta bớt lo lắng không? Hay là người ta sẽ cho đây là thủ đoạn của những kẻ bắt cóc? Bây giờ mình phải làm gì đây? Nếu không mau chóng đưa con bé về thì
thì tội của Liên Hương sẽ ngày càng nặng hơn. Nhưng nếu đưa nó đi, cô ta sẽ ra sao? Không lường trước được. Tôi muốn nói... Tôi nói trước. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Vợ chồng mình bây giờ á cũng gần 50 rồi. Bây giờ tôi thấy bắt đầu cô đơn buồn tuổi rồi. Cảnh già hai vợ chồng, con thì ở xa, nhà cứ hủ hỉ hai ông bà, buồn không? Mình thấy tôi nói đúng không? Sao tự nhiên nghĩ chuyện đó làm chi cho mệt đầu? Thì bây giờ mình cứ thử nói coi. Tôi thì thấy cũng đâu có sao đâu. Vợ chồng già mà hữu hỷ với nhau là được rồi. Bây giờ thì ông chưa thấy gì. Nhưng mai mốt vài năm nữa, ông nghỉ làm ở công ty, ông về hưu, ở nhà đi vô đi ra chỉ thấy có hai vợ chồng già, ông mới thấy cảnh cô đơn hiu quạnh. Ờ thì cũng buồn, nhưng mà trời cho nhiêu thì mình hưởng vậy thôi. Chứ biết sao vợ, mình đừng có nghĩ hoài về chuyện đó rồi lại buồn dẫn dơ nữa, nghe không? Bây giờ thì nếu tự nhiên mình có một đứa con hữu hỷ với hai vợ chồng mình thì tốt biết nhiêu ông ha. Sao bà nói toàn là những chuyện gì làm không được không à? Ông nói vậy mà ông nói được hả? Tôi không ngờ ông là người dối trá. Trời đất ơi, bà nói vậy là sao? Mời anh ngồi. Dạ. Bữa nay anh Chiếm đi với một ông cũng rất là thường xuyên lui tới đây. Hình như ông là ông Năm Phú. Không biết anh Nguyên có biết không? Anh Nguyên, sao vậy? À không, không có gì. Chắc tại tôi không biết anh ta. Anh Chiếm dạo này như thế nào chị? Làm ăn ra sao? Thú thiệt với anh là tôi không có biết gì chuyện làm ăn hết. Tôi sống như một cái bóng ở trong nhà này. Anh không tin tôi à? Sự thật là tôi không có quyền tham gia bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào của anh Chiếm hết. Ngay cả chuyện mẹ của anh bị bắt từ đó tới giờ, tôi muốn đi thăm anh cũng không cho. Hỏi thì anh cũng không trả lời. Mà thậm chí muốn gửi cái gì thì cũng phải đưa cho ảnh hết. Tại sao vậy chị? Tôi có hỏi ảnh, nhưng mà anh không chịu nói. Anh nói là đừng có đụng đến má ảnh, phiền phức lắm. Mấy cái người mà lúc trước tôi cáo má chồng tôi thì định cư ở nước ngoài hết rồi. Bây giờ vụ án không xử được. À, trước kia anh có nói với tôi là ảnh dư sức bảo lãnh cho mẹ ảnh ra mà. Đủ sức là một chuyện, còn muốn lo hay không là chuyện khác. Chị nói tôi không hiểu. Chính tôi cũng không hiểu. Làm sao anh hiểu được? Mà thôi, hôm nay Dượng Ba vô đây chơi
Có chuyện gì không? À, tôi muốn hỏi chị điều này. Tôi đang cần, tôi muốn tìm lại tin tức của Diễm. Cô cũng không gặp anh à? Dạ không. À, từ lúc tôi tới đây nói chuyện với Diễm, từ đó tới bây giờ chúng tôi không gặp nhau nữa. Cho nên tôi cũng không biết Diễm ở đâu. Trước khi trả lời vấn đề này, tôi muốn hỏi dự một câu. Chị cứ hỏi. Thật sự anh có tin lời tôi nói không? Sao chị lại hỏi như vậy? Thật sự là tôi rất ít gặp anh, nhưng mà tôi rất quý và kính nể. Chỉ hy vọng là anh đừng xem tôi như anh Chiếm. Đối với anh Chiếm, tôi đâu có thành kiến gì. Chị đừng có hiểu lầm. Chuyện trước kia là của Diễm. Đúng là anh không chân thật với tôi. Anh đâu có xem anh Chiếm như là anh nói đâu. Chị đừng có hiểu lầm ý của tôi. Anh thiếu thành thật với tôi thì còn nói để làm gì? Sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thù với nhau. Trong dù có lúc đậm dành, bóng tôi phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim.